Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. It has been a long time since the last time I did the video, short and long video to upload on YouTube. Here is the reason why I don't have time to do. So this video will review everything about that. Let's go. Here is I'm doing the homework, and it's a lot of things to do. And of course, after a long time, I will finish it. And now I'm relaxing. Here is very beautiful with the buildings in the house, light. And then my building is changing and that. But that didn't die. Also, the metro is very beautiful. You can look at this. Wow! Metro is very beautiful. The city is very beautiful. It's changing. And wish for New Year. Tonight cũng nhớ những điều tốt cho năm mới nào. Không nhớ được nhưng chỉ nhớ nhanh quá. Cái đéo gì vậy? Rất độc phát. Em có thể thế đâu. Happy birthday to you. Uống luôn. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. We live in Russia. Yeah, we live in Russia, not Vietnam. Russia. Cú sạch. Happy birthday. Cú sạch. To you. Đây đây đây, hai ba lại. Thôi, thế rồi. Không đếm à? Không, thế thôi. Đây, cho lại một lần nữa này. Đúng rác dưới chân nó còn nhiều lắm. Bộ quần áo á? Phải cái chăn à? Dơ cái màn gì đấy? Em không ngọ. Chất, chất là cái màn nào? Em dỡ cái ngọ đấy. Xuống bằng dây lông. Đóng lại cũng khó. Không thể nói. Em tệ đấy. Em tệ em anh chưa nhìn. Chưa. Không, lúc đấy em tình cờ thôi. Không giống nó. Tiếp đi ớ, có hai món thôi à? Bộ tận hưởng nữa, đi tận hưởng sao? Có quả, có quả, có quả.
cái chai này là mở miệng ra cho có bông hoa. Không, nhìn ra này. Tại vì cái hoa này tại sao? Bởi vì là trong cái combo nó có cái này nên là bây giờ mua combo thì không ấy. Ừ. Đấy. Cái này để sau đi. Cái này để sau đi. Cái đấy ở đây để sau. Love you. Nó chỉ là cái viết mỏng thôi. Sao đây? Nó đã là chỉ được. Mắc hơn là chỉ. Wow. Chỉ là chỉ được em ạ. Xem dây điện không? Chưa có pin, chưa có pin. À thế à? Chứ cái gì trong hộp có pin, mua có pin nhỉ? Ừ. Không có à? Không. Vậy là chưa lớp lưu chibia rồi. Chưa lớp lưu rồi. Mở là lớp myself. Đó là vẫn còn lớp myself lắm. Mở quá. Mở đâu? Mở kiểu gì? Thông minh như thế nào? Cái đục cái này là phải tháo viết. Đúng rồi, nó phải tháo ra. Tôi lấy tô viết chứ còn gì nữa. Có tô viết. Tìm viết. Cái bút là tô viết chứ còn gì. Mẹ ăn. Cái nơi rất là xịn. Cái cửa sổ thì tao mở trong cái này cái tao. Nóng người. Cái nơi rất là xịn. Wow. Thủ pha nữa. Mẹ phải kết hợp mẹ đao búa kiếm địch mẹ mày răng lợi chim cò. Để có thể mở được cái nữa.